Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Mọt Công Nghệ. Thì như đã hứa với anh em tầm khoảng 1 đến 2 tháng trước là mình sẽ có một video riêng về... Không phải là một video nữa mà là một series luôn ha. Riêng về bàn phím cơ. Do mình cũng bận quá cho nên là bây giờ mình mới có thể quay và gửi tới anh em được. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Thì đây sẽ là tập đầu tiên. Thì ở tập đầu tiên này mình có một vài điểm mình muốn nói trước với anh em ha. Thì đôi lúc kiến thức nó rất là vô vàn, nó rất là muôn màu, cho nên là nếu mà mình có nói gì sai thì anh em cũng đừng có ném đá tội mình. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau. Trời ơi chết nó. Ngay cái lúc mình quay đây thì cái trend chơi bàn phím cơ custom nó đã qua rất là lâu rồi. Và mình cũng biết là có những anh em họ rất là chuyên sâu về cái bộ môn này, nhưng mà cũng có những anh em gần như là không biết gì luôn. Thì thôi coi như là anh em mình cùng nhau trao dồi thêm kinh nghiệm và học hỏi ha. Rồi, và mình là VK, trước khi bắt đầu video thì anh em đừng quên nhấn like nè, share nè và subscribe kênh Mọt Công Nghệ ha. Rồi, còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về layout của bàn phím ha. Thì layout nói cụ thể ra ở đây nó chính là kích thước. Thì chúng ta sẽ có rất là nhiều kích thước nha. Đầu tiên sẽ là full size nè, rồi TKL nè, rồi 75%, rồi 65%, rồi 40%, rồi Alice, rồi tùm lum hết. Nói chung là rất là nhiều size để cho anh em lựa chọn. Thì đầu tiên mình sẽ nói về full size trước. Thì đây chính là một chiếc bàn phím full size. Nhưng mà cái này không phải bàn phím cơ nha, anh em thông cảm, mình chỉ lấy cái size thôi. Tại vì cái này là bàn phím của cameraman ngốc nó cho mình mượn. Nhưng mà thiệt ra nó cũng không phải cho mình mượn, nó quăng một góc rồi. Thì đây chính là full size. Thì anh em sẽ có như thế nào? Anh em sẽ có một chiếc bàn phím rất là đầy đủ các phím. Alpha thì không nói rồi. Chúng ta sẽ có đầy đủ hàng phím F nè. Và có thêm những cái nút hàng phím numpad. Và có thêm cụm phím numpad bên đây. Và chúng ta sẽ có thêm những cái phím như là delete nè, home and bay up, bay down, scroll lock. Nói chung là cái đầy đủ tất cả các phím chức năng mà anh em có thể sử dụng được trên con máy tính của anh em. Đó, thì đây là một ví dụ cho chiếc bàn phím full size. Đây chính là cái size TKL. Thì anh em có thấy nó khác cái gì không? Nó khác ở full size một xíu thôi. Đó chính là chúng ta sẽ mất đi cái hàng phím số numpad. Thì cái hàng phím số numpad đó mọi người hay gọi là TKL, nghĩa là 10K less đó anh em. Thì đó, chúng ta sẽ mất, nhưng mà chúng ta vẫn giữ lại được đầy đủ tất cả các phím chức năng khác. Ví dụ như là hàng phím F, rồi những cái nút chức năng khác, ví dụ như là home and bay up bay down nè. Đó, chúng ta sẽ coi đầy đủ ha. Và mình cũng đã từng làm một video về em bàn phím Logitech Pro X TKL này rồi. Đó, anh ở trên kênh Mọt Công Nghệ, anh em nào mà chưa xem thì có thể lên xem lại ha. Đó, biết đâu anh em lại thích em này rồi, anh em mua em này. Em này cũng rất là ngon, 31 này nọ, nhiều cái lắm. Đó, thì đây chính là size TKL. Rồi, nhỏ hơn TKL một xíu, chúng ta sẽ có cái size đó chính là 75%. Thì 75% á, mình thấy nha, đây là một cái size mà rất là nhiều hãng họ build những chiếc bàn phím của họ theo cái size này. Và mình thấy là người dùng họ cũng thích cái size này. Cái thứ nhất là nó nhỏ gọn, cái thứ hai là nó vẫn có được cái hàng phím F cho anh em. Cái thứ ba là nhìn nó đẹp. Đó, thì có rất là nhiều hãng nha, ví dụ như là anh em biết Zoom 75 không nè. Đó, một hãng nè. Dạo thời gian gần đây thì mình cũng thấy có một cái con tên là MonsGeek MG75 nữa. Đó, nhiều lắm. Và thậm chí nha, Razer họ cũng làm một con 75%. Thì ở đây mình đang có một con là Black Widow V4 75% ha. Một con bàn phím cũng rất là ngon. Mà có điều là giá nó sẽ hơi cao một xíu. Thì mình cũng đã từng làm một video về em này rồi. Anh em nào mà chưa xem thì có thể lên xem lại ở trên kênh Mọt Công Nghệ nha. Cá nhân mình thì mình cũng rất là thích size 75%. Nhưng mà mình có một cái yêu cầu khác. Và đây sẽ là cái size tiếp theo. Rồi, thì kế tiếp như hồi nãy mình nói, đây chính là cái size yêu thích nhất của mình. Và đây cũng chính là chiếc bàn phím của mình. Thì cái size này đó chính là cái size 65%. Thì lúc này anh em sẽ để ý nha, anh em sẽ mất luôn cái hàng phím F. Kèm theo đó nữa là tất cả những phím chức năng anh em sẽ gần như chỉ còn giữ lại 4 nút thôi. Và ở đây mình đang set đó chính là bay up, bay down, home với end. Thì home với end thì mình sử dụng hai cái nút keycap artisan, nhưng mà thực ra cũng không phải là artisan lắm, thì ra nó mình mua trên Shopee. Một cái sẽ là money haze nè, một cái sẽ là đặc vụ yêu thích của mình trong tựa game Valorant, đó chính là Omen. Dù là dạo này mình chơi Omen thôi nha. Và em của mình đang có ở đây đó chính là Asus AC67, AC067. Thì đây 67 nghĩa là 67 nút, nhưng mà thực ra nó vẫn là layout 65% nha anh em. Thì ngoài cái con của mình ra, mình còn thấy hãng họ làm rất là nhiều, ví dụ như là Zoom 65 nè, Tufu 65, Wicca 65, rất là nhiều luôn. Và mình thấy nha, cái size này, cái size 65% này và lại cái size 75% là anh em cực kỳ yêu thích luôn nha. Nói chung là ngon. Rồi thì cuối cùng sẽ là những cái size mà nó sẽ dị dị một xíu, đó chính là 40% thì nó sẽ nhỏ xíu thôi, mình sẽ để hình ở đây cho anh em xem ha. Tiếp đến nữa là một cái size mà mình nghĩ là anh em nào mà thích dạng là công thái học thì cũng sẽ rất là thích, đó chính là Alice. Dạng theo là hình cánh bướm á, anh em sẽ để hai tay như thế này chứ không phải là hai tay như thế này, để em gõ hai tay như thế này nè, đó thì nó rất là dị. Cho nên là nó cũng nói chung là về layout, về size của bàn phím cơ thì thiệt sự luôn là nó rất là nhiều, anh em có thể thoải mái lựa chọn luôn ha. Thì nói chung là đó, còn hình của Alice mình sẽ để lại ở đây cho anh em xem ha. Nói chung là anh em thích cái size như thế nào thì anh em cũng có thể lựa chọn được cái size đó cho anh em ha, tùy theo nhu cầu của anh em thôi. Ra thì bây giờ mình sẽ nói từ bên trong ra bên ngoài ha. Thì chúng ta bắt đầu bằng PCB, thì PCB có tên là Printed Circuit Board. Đó, đây sẽ là một cái thứ mà giúp cho anh em có thể kết nối được với các thiết bị ngoại vi. Nói chung á là PCB nó là một cái mạch, nó sẽ có kết nối Bluetooth, nó sẽ có kết nối receiver 2.4GHz, nó sẽ có kết nối cổng C hay là cổng sạc nếu mà bàn phím anh em có pin. Đó thì tất cả mọi thứ nó đều nằm trên đó. Và thêm một cái nữa, chính cái PCB đó nó sẽ là nơi để anh em có thể cắm switch vào và anh em sử dụng ha. PCB chính là thứ quyết định xem là bàn phím của anh em nó có hot swap hay là không. Tại vì trên thị trường hiện tại bây giờ vẫn có rất nhiều bàn phím không hot swap. Thì anh em chơi phím cơ hay gọi là mạch hàng đó, mạch hàng với mạch hot swap ha. Đó, anh em có thể nhớ những hai cái từ đó để cho anh em dễ hình dung hơn. Đấy, thì đối với mình con này là hot swap, nhưng mà nếu mà anh em nào mà mới chơi thì anh em phải tìm hiểu kỹ nha, chứ không thôi anh em mua một cái kit về nó mà là mạch hàng là anh em khóc ròng luôn á, khóc cạn nước mắt luôn. Tại vì nó rã hàng, với lại hàng lại nó rất là một cái vấn đề, ngay cả mình cũng chưa làm được. Tiếp theo thì một cái phần ở trên PCB một xíu, đó chính là cái phần sẽ giúp cho anh em có thể cố định được switch cũng như là gắn switch vào PCB nó chắc chắn hơn. Thì đó chính là plate. Thì plate hiện tại trên thị trường có rất là nhiều loại. Đầu tiên sẽ là nhôm nè, thép nè, polycarbonate nè, carbon nè, đồng nè, rồi nhựa bom, nói chung là nhiều lắm. Thì nhưng mà trên thị trường mình thấy phổ biến nhất vẫn là thép và lại polycarbonate. Cái đó chỉ là chất liệu thôi, anh em thích như thế nào thì anh em có thể chọn cái chất liệu đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nói về một cái phần, đó chính là cái cách gắn plate. Thì nó có rất là nhiều cách gắn plate nha. Thì đầu tiên sẽ là tray mount, rồi top mount, rồi bottom mount, rồi sandwich mount, rồi racket mount. Thì đầu tiên mình sẽ nói về tray mount. Tray mount là cái loại mà mình thấy là nhiều hãng sử dụng nhất, là tại vì cách nó dễ làm với lại giá thành nó rẻ. Thì tray mount anh em chỉ hiểu đơn giản thôi ha. Tray mount đặt lên cái plate, đặt lên cái PCB, xong anh em bắt ốc vô từ ở trên plate xuống PCB, xong xuống case luôn, thì đó gọi là tray mount. Thì cái kiểu này nó có một cái nhược điểm, đó chính là như thế này, những cái chỗ mà bắt ốc khi mà anh em gắn switch gần đó, anh em bấm nó sẽ bị cứng, cho nên là âm thanh nó ra nó sẽ không có đều. Đấy, còn cái những cái chỗ nào mà xa lỗ ốc á, thì nó sẽ đều hơn. Rồi tiếp đến thì mình sẽ nói về bottom mount, top mount với lại sandwich mount. Thì plate lúc này sẽ không được bắt thẳng vào PCB nữa, mà plate lúc này sẽ được gắn trực tiếp vào case. Thì cái này nó sẽ giúp cho anh em có một cái âm thanh nó hay hơn. Đó, rồi và nó cũng sẽ không có bị kiểu bó buộc vào cái PCB, cho nên là lúc mà anh em gõ nó cũng sẽ có một cái độ nhúng nhất định. Rồi còn cái cuối cùng là cái gasket mount, thì đây cũng là cái mà mình thích nhất. Gasket mount thì cái plate sẽ không được bắt vào case, cũng không được bắt vào PCB, mà họ sẽ dùng những cái chất liệu có độ đàn hồi, ví dụ như là xốp nè, hay là poron, hay là cao su lưu hóa. Còn cao su đặc quá thì sẽ không được ha. Hoặc là nhiều lúc mà mình cũng thấy họ không cần lót cái gì luôn, cơ bản cái tấm led nó đã có một cái độ nhúng nhất định rồi. Thì cái này khi mà anh em gõ nó sẽ có một cái độ mềm dẻo nhất định và nó sẽ lún xuống, nó sẽ lún giống như là thú nhúng vậy á. Thì mình thấy là cái này nó là ok nhất. Đó, nói chung á là cái âm thanh của gasket mount đối với mình thì mình thấy là ngon, ok, nghe đã tai nhất và cũng có một cái độ nhúng nhất định. Rồi thì nói chung á là mình nói vậy, nhưng mà thiệt ra anh em vẫn phải lưu ý nha, sẽ có nhiều hãng họ sẽ không sử dụng plate để cố định switch mà họ sẽ cắm switch trực tiếp vào trong PCB luôn. Thì mình hôm bữa mình có gặp một cái con bàn phím như vậy rồi, nhưng mà mình quên tên nó mất. Thì có gì nếu mà anh em biết thì anh em có thể comment lại cho mình biết ha, tại vì mình nghĩ là cũng sẽ có rất là nhiều con làm như vậy. Thì mình nghĩ đây sẽ là phần anh em quan tâm nhiều nhất ha, đó chính là switch. Của bàn phím cơ thì chúng ta sẽ có 3 loại switch chính. Đầu tiên sẽ là Leaky, tiếp theo sẽ là Tactile và cuối cùng sẽ là Linear. Rồi thì mỗi loại sẽ có cấu tạo khác nhau và âm thanh khác nhau ha anh em. Thì đầu tiên sẽ là về Leaky. Leaky thì chúng ta sẽ có một cái hành trình bấm, chúng ta sẽ cảm nhận được các khớp nhấn và kèm theo đó là một cái tiếng Leaky. Thì cái loại này nó rất là ồn và nó sẽ mang tới cho anh em một cái xúc giác là anh em gõ anh em sẽ biết là ok đâu sẽ là cái hành trình phím, rồi anh em sẽ cảm nhận được cái khớp nhấn của nó. Nhưng mà cơ bản thì mình không thích cái Leaky lắm. Rồi tiếp đến sẽ là Tactile. Thì Tactile mình đang có ở đây chính là Tactile của Razer. Thì Tactile nó cũng sẽ giống Leaky nhưng mà nó sẽ không có cái tiếng Leaky, có nghĩa là anh em bấm anh em vẫn cảm nhận được cái khớp nhấn nhưng mà âm thanh tạo ra sẽ không phải là âm thanh Leaky, nó chỉ là âm thanh thường, nó sẽ giống như thế này đó, gọi là như thế này đó, tùy. Rồi và cuối cùng đó chính là Linear. Thì Linear cũng là cái switch, thì Linear cũng là loại switch mà mình thích nhất. Đây chính là Linear nha anh em. Thì Linear là nó sẽ không giống Leaky, nó cũng không giống Tactile luôn, có nghĩa là hành trình phím hoàn toàn là trơn tuột và sẽ không có khớp nhấn. Anh em bấm vào anh em sẽ cảm nhận được là nó rất là nhanh đó, nhưng mình đang để ở đây là full Linear trên con bàn phím này luôn, nó rất là đã. Thì nói chung là cái việc mà nhấn Linear á, nó sẽ rất là nhanh, nó sẽ không có cảm nhận được gì hết, giống như là cách mà người yêu cũ của anh em bỏ anh em vậy đó. Đây, bố mình diện lâu lắm rồi đi nhé. Còn chất liệu và màu sắc của switch thì vô vàng luôn nha anh em. Ở đây mình sẽ thị phạm cho anh em xem. Giờ tháo nút nào ta? Ok thôi, tháo nút L đi. Đây, ở đây mình sẽ có một con Gateron, Gateron gì mà mình quên mất tiêu rồi. Rồi, đây thì chúng ta sẽ có một cái màu, đó chính là màu tím. Chân stem thì chúng ta sẽ có chân stem màu xanh và cái phần boss này chúng ta sẽ có màu đen. Thì đồng nghĩa với việc đó là mình thấy á, có rất là nhiều anh em vẫn đang phân chia switch theo màu. Ví dụ như là blue sẽ là Leaky, brown sẽ là Tactile và red sẽ là Linear. Điều đó đúng, nhưng mà nó chỉ đúng đối với switch của Cherry thôi. Còn ví dụ như những cái switch này là switch của Gateron nè, thì đây cũng là Linear nhưng mà đâu phải là red đâu đó. Rồi hoặc là Razer thì cũng là Tactile nhưng mà không phải là brown mà nó là orange. Đấy, cho nên là việc màu sắc thì là sẽ do hãng quyết định. Còn anh em nên phân biệt theo dạng là cách bấm nó sẽ như thế nào, và anh em để ý coi là tên switch nó có tên là Tactile, Leaky hay là Linear không ha. Chứ anh em mà cứ phân biệt theo màu sắc thì chắc chắn có ngày anh em cũng sẽ bị lộn thôi. Hồi xưa thì mình cũng giống như anh em, nhưng mà sau khi mà mình tìm hiểu thì mình thấy là chúng ta nên dựa vào tên nó sẽ ok hơn nha anh em. Đó, tiếp theo nữa thì mình sẽ nói về chất liệu. Chất liệu á, ở trên switch thì hiện tại á, nó có rất là nhiều chất liệu nha. Ví dụ như là nhựa bom nè, nhựa ni lông nè, rồi polycarbonate nè. Nói chung là tất cả các thể loại nhựa mà hãng họ thích để vô như thế nào thì họ sẽ làm. Và thêm một cái nữa là cái chất nhựa nó cũng sẽ tạo cho anh em những cái âm thanh khác nhau luôn. Cho nên là cái này cũng vô vàng lựa chọn. Anh em thích thể loại nào thì anh em cứ mua về anh em sử dụng thôi. Như mình thì mình trải nghiệm nhiều thì mình sẽ mua mỗi loại tầm khoảng 50 con. Đầu tiên đó, mình gắn vô, mình thích loại nào thì mình để với hàng alpha, còn không thì những cái loại thường thì mình sẽ để hàng F, hàng số, hàng mũi tên, rồi nút function này nọ cái kiểu đó. Nói chung là mình thì cái bàn phím của mình nó là thập cẩm. Ở trong đây thôi chắc cũng phải 3-4 loại. Đấy, nói chung là tùy theo anh em. Kiếm từ custom mà, chơi thoải mái đi, đâu nhất thiết phải đồng bộ, đúng không? Tiếp theo nữa là sẽ là phần lực nhấn. Thì phần lực nhấn hoàn toàn dựa vào lò xo, có nghĩa là anh em có thể lựa chọn được lò xo lực nhấn là 60g, 58g, 63g, 40g, tùy theo cái cách mà anh em thích nhấn nặng hay là nhẹ thì anh em lựa lò xo thôi. Và hãng thì mình thấy thường thì họ sẽ làm cái mức tầm trung tầm khoảng 55g cho tới 60g đó. Thì ngoài ba cái switch mình nói ở trên ra thì còn nhiều loại switch khác nữa, nhưng mà nó sẽ không phổ biến. Ví dụ như là hồi xưa Logitech họ có làm cái MonsGeek nè, là cái switch hình vuông đó, rồi cũng có thêm một cái switch nữa đó tên là topper. Nói chung là nhiều lắm. Rồi thì ngoài ra nha, ở trên thế giới hiện tại ngoài switch cơ này thì hiện tại các nhà sản xuất bàn phím họ còn làm cả switch quang nữa. Và mình thấy là switch quang thì mình cũng chưa được tiếp xúc nhiều, nhưng mà nhà Razer cũng là một trong những nhà có switch quang rất là xịn nha. Thì nói chung là nếu mà anh em nào biết về switch quang á, thì anh em có thể comment cho mình biết ha, để mình học hỏi chung với anh em. Thì để mà anh em có thể gõ được switch nè thì anh em phải có keycap, và đây cũng chính là cái thứ mà anh em đặt tay lên nhiều nhất trên cái bàn phím của anh em. Thì keycap á, nó cũng giống như Switch vậy, nó có muôn màu, profile, màu sắc, thiết kế, chất liệu in, cách in đó. Còn chất liệu của profile thì theo như mình được biết nha, mình cũng tìm hiểu rồi, thì mình thấy hiện tại phổ biến nhất trên thế giới luôn đó chính là nhựa ABS với lại nhựa PPT. Ngoài ra thì dạo gần đây mình có tìm tòi học hỏi ở trên mạng xã hội, thì mình thấy thêm có một cái chất liệu nữa mà mình thấy cái chất liệu này nó cũng khá là bá đạo, đó chính là ceramic, là sứ á. Không biết là anh em nào có trải nghiệm cái keycap làm bằng sứ chưa thì có gì anh em comment cho mình cũng biết ha. Chứ hiện tại là mình tìm thử thì mình thấy giá nó hơi chát. Ra thì đầu tiên mình sẽ nói về profile. Thì ở đây mình sẽ không cầm bàn phím lên nữa và mình sẽ để hình để cho anh em có thể hình dung rõ hơn ha. Thì hiện tại á, chúng ta cần biết là profile của keycap nó sẽ phân loại theo độ cao và độ nghiêng của keycap. Nói chung là nó làm sao cho anh em dễ hiểu ta. Nói chung là hiện tại trên thế giới mình thấy là họ chia ra hai loại, đầu tiên sẽ là custom, tiếp theo sẽ là uniform. Đối với custom, mình thấy trên thị trường có rất là nhiều bàn phím họ sử dụng hai cái profile, đó chính là OEM và Cherry. Thì OEM mình cũng sẽ để lên tên đây, tự nhiên mình quên mất cái tên OEM có nghĩa là cái gì, mà hình như là manufacturer gì đó. Wait a minute. Thì đây sẽ là hai cái profile mà mình thấy là rất nhiều hãng bàn phím cũng như là mọi người họ sẽ hay sử dụng. Tại vì sao? Tại vì nó rất là thông dụng, nó rất là hữu ích cho tất cả các công việc của anh em, từ chơi game nè, gõ văn bản nè, video editor nè, vân vân, rất là phổ biến. Thì đó sẽ là dạng cupstick. Thì cupstick nó sẽ cong xuống như thế này một xíu, thì mình sẽ để hình lại ở đây cho anh em xem để anh em có thể hình dung được cái độ cong của hai cái dạng profile OEM với lại Cherry ha. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có những profile mà dạo này các hãng thường hay làm, đó chính là SDA, MDA, ASA, SA. Thì những cái profile đó khi mà anh em nhìn theo cái mặt cắt ngang á, anh em sẽ thấy là những cái hàng gần như là bằng nhau, chứ nó không có giống như Cherry với lại OEM nó sẽ lõm xuống, nó cong xuống ha. Thì cái profile đó họ gọi đó chính là uniform ha. Và anh em thích thì anh em có thể sử dụng, tại vì cơ bản là mình thấy dạo này có những anh em họ cũng sử dụng những cái profile đấy để gõ văn bản cũng khá là hay. Rồi ha, thì cuối cùng đó chính là về phần case. Thì hiện tại trên thị trường mình thấy nhiều hãng họ làm case hai mảnh, thì mảnh ở trên gọi là top case, mảnh ở dưới gọi là boss case. Nghe cái này nó hơi mình không dám nói ra, nhưng mà thôi kệ đi. Rồi đó, thì chất liệu thì muôn màu ha, kim loại nè, nhựa, rồi acrylic. Rồi hôm bữa mình thấy có anh em nào làm case bằng gỗ nữa đó, rất nhiều loại luôn. Anh em thích thì anh em chọn. Rồi thì ngoài case hai mảnh ra thì hiện tại bây giờ mình cũng thấy nhiều hãng sản xuất chỉ có boss case thôi. Đây, ví dụ như em này. Em này là một điển hình. Logitech Pro X TKL Lightspeed, đây là một điển hình của dạng chỉ có boss case thôi. Đây anh em thấy không? Chỉ có boss case thôi. Và cái blade này là blade tray mount, có nghĩa là bắt thẳng ốc trực tiếp vào phần PCB, xong rồi xuống tới phần bottom scale luôn. Vậy là mình đã giới thiệu tới anh em những cái điều cơ bản nhất trước khi anh em dấn thân vào cái con đường ghiền đồ nhựa này ha. Đó, thì nói chung á là anh em thấy những cái thông tin mình đưa ra như thế nào, có hay hay không. Nếu mà hay thì anh em để lại comment nha. Còn nếu như mà mình có sai sót hay là gì đó thì anh em cũng để lại comment, để làm chi, để có gì anh em tụi mình cùng nhau trao đổi thêm kiến thức, đúng không nè. Rồi thì tập tiếp theo mình sẽ nói về những thứ mà anh em cần phải có trước khi anh em bắt đầu làm một chiếc bàn phím cơ theo ý của anh em ha. Và mình là BK, mình chuyên chia sẻ những thông tin về công nghệ cũng như là những món đồ gaming gear. Trước khi kết thúc video thì anh em đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh Mọt Công Nghệ để ủng hộ mình hen. Kèm theo đó nữa là những video mình đã từng làm rồi mình sẽ để lại ở đây hen. Mình có làm về chuột nè, mình có làm về tai nghe nè, mình có làm về laptop, mình cũng có một vài cái short vui anh em có thể vào kênh để có thể xem lại ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong tập 2.